Hoàng Anh xin kính chào và cảm ơn quý vị cùng đến theo dõi bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Phần tin quốc tế sẽ có những tin tức nổi bật sau đây. Nga tấn công Donbass suốt ngày đêm, tuyên bố xuyên qua hai phòng tuyến của Ukraine, NATO tăng viện trợ vũ khí. Động đất Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sống sót kỳ diệu sau 222 giờ bị chôn vùi. Tòa Bạch Ốc sắp thay cố vấn về Trung Quốc. Trực thăng quân sự Mỹ lao xuống cao tốc không ai sống sót. Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nặng nề đến thanh thiếu niên Mỹ. Sau đây mời quý vị theo dõi phần tin chi tiết. Tờ Washington Post dẫn lời quan chức giấu tên nói rằng khí cầu Trung Quốc định do thám căn cứ ở Guam và Hawaii nhưng bị gió thổi chệch hướng đến Bắc Mỹ. Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức quốc phòng giấu tên hôm 15 tháng 2 cho biết quân đội và tình báo Mỹ bắt đầu theo dõi khí cầu Trung Quốc từ khi nó được thả từ căn cứ trên đảo Hải Nam hồi tháng 1, gần 2 tuần trước khi thiết bị này bay ngang qua lãnh thổ Mỹ và bị bắn hạ. Đường bay ban đầu của khí cầu Trung Quốc cho thấy nó hướng về phía đông, dự kiến đi qua đảo Guam và quần đảo Hawaii, nơi đặt các căn cứ chiến lược của quân đội Mỹ trên Thái Bình Dương. Tuy nhiên, khí cầu dường như bị các luồng gió trên cao đẩy về phía bắc và bay đến quần đảo Aleutian, ngoài khơi bang Alaska, tiến vào không phận Canada. Các luồng gió mạnh tại khu vực khiến khí cầu trôi về phía nam, bay ngang qua lãnh thổ Mỹ và bị bắn hạ ngoài khơi bang Nam Carolina hôm 4 tháng 2. Các quan chức Mỹ giấu tên nói rằng Washington đang xem xét khả năng. Vấn đề bắt đầu từ sự việc ngoài ý muốn và Trung Quốc không chủ định triển khai khí cầu bay qua lãnh thổ Mỹ. Giới chức Mỹ và Trung Quốc chưa bình luận về thông tin. Căng thẳng giữa Bắc Kinh và Washington tăng nhiệt sau vụ khí cầu Trung Quốc hoạt động trên không phận Mỹ suốt 7 ngày. Đảo Guam nằm ở giữa Thái Bình Dương, đủ gần lục địa châu Á để không quân Mỹ thiết lập căn cứ dành cho oanh tạc cơ, trinh sát cơ và máy bay tiếp dầu. Sông đủ xa để gây khó khăn cho đòn tập kích của đối phương, trừ những lực lượng sở hữu vũ khí tinh vi nhất. Các chỉ huy hải quân Mỹ từng dự đoán căn cứ trên đảo Guam sẽ là một trong những mục tiêu bị tấn công đầu tiên nếu nổ ra xung đột với Trung Quốc. Quần đảo Hawaii là nơi đóng quân của hạm đội Thái Bình Dương Hải quân Mỹ, đơn vị sở hữu hơn 200 tàu chiến và 2.000 máy bay các loại. Nga tấn công Donbass suốt ngày đêm, Nga tuyên bố những thắng lợi trên chiến trường, NATO thì tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine. Ukraine cho biết Nga đang thực hiện các cuộc tấn công suốt ngày đêm ở Donbass, trong khi Moscow tuyên bố đã xuyên qua hai tuyến phòng thủ của Kyiv tại khu vực. Bộ Quốc phòng Nga ngày 15 tháng 2 thông báo lực lượng Moscow đã xuyên qua hai phòng tuyến của Ukraine ở mặt trận Donbass, được bổ sung hàng chục ngàn quân nhân lên tiền tuyến. Nga trong thời gian qua đã tăng cường các cuộc tập kích khắp miền Nam và miền Đông Ukraine, theo Reuters. Kyiv và phương Tây nói rằng Nga đang chuẩn bị cho một trận đánh quy mô lớn vào thời điểm chiến dịch quân sự của Moscow ở nước láng giềng sắp tròn một năm ngày 24 tháng 2. Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Tư 15 tháng 2 cho biết các lực lượng Ukraine đã rút lui trước các cuộc hành quân của Nga ở khu vực Luhansk, dù cơ quan này không cung cấp chi tiết và Reuters không thể xác minh độc lập điều này, cũng như là các báo cáo trên chiến trường khác. Quân nhân Ukraine đã lùi về 3 km so với phòng tuyến trước đó. Ngay cả một tuyến phòng thủ kiên cố hơn của đối thủ cũng không chặn được đà tiến của Nga, thông báo cho hay. Vào cùng ngày 15 tháng 2, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maleya cho biết các lực lượng Nga đang tiến hành các cuộc tấn công suốt ngày đêm vào các vị trí của lực lượng Kyiv ở miền đông. Tình hình căng thẳng và sự khó khăn cho chúng tôi, nhưng các quân nhân Ukraine không cho phép đối thủ đạt được mục tiêu và đang gây ra những tổn thất rất nghiêm trọng cho Nga, quan chức Ukraine nói. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết các thành viên liên minh đang tiếp tục sản xuất đạn pháo trong bối cảnh Ukraine đang sử dụng với tốc độ nhanh hơn. Ông nói với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Brussels, vâng, mọi thứ đang diễn ra, nhưng chúng ta cần tiếp tục, chúng ta cần đẩy mạnh hơn nữa. Ukraine đã nhận hàng tỷ đô la Mỹ viện trợ quân sự từ các nước phương Tây. Hoa Kỳ đã cam kết hỗ trợ hơn 27,4 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 2 năm ngoái. Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu, ông Joseph Borrell, kêu gọi các nước chung tay cùng Đức viện trợ xe tăng. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết, mỗi hệ thống mới mà NATO cung cấp cho Kyiv, họ sẽ được đào tạo quân đội trên đó. Nước Anh cho biết sẽ cùng các quốc gia châu Âu khác sẽ cung cấp thiết bị quân sự bao gồm phụ tùng thay thế cho xe tăng và đạn pháo cho Ukraine, thông qua một quỹ quốc tế với gói ban đầu trị giá hơn 241 triệu đô la Mỹ.
động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ Syria sống sót kỳ diệu sau 222 giờ bị chôn vùi. Tính đến chiều 15 tháng 2, số người thiệt mạng trong thảm kịch động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã tăng lên hơn 41.000 người, song vẫn có những trường hợp sống sót kỳ diệu. Theo Al Jazeera, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ghi nhận 35.418 người chết tại nước này, khiến thảm kịch hôm 6 tháng 2 trở thành trận động đất có nhiều người chết nhất trong lịch sử Thổ Nhĩ Kỳ hiện đại. Kỷ lục trước đó là 33.000 người chết trong trận động đất năm 1939. Trong khi đó, chính phủ Syria và Liên Hiệp Quốc cho biết, động đất đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.800 người tại Syria. Tại thành phố Karamemara của Thổ Nhĩ Kỳ, một phụ nữ 42 tuổi tên là Melik Emomoglu đã được giải cứu từ đống đổ nát hôm 15 tháng 2, sau khoảng 222 tiếng bị chôn vùi, nối tiếp danh sách những người sống sót kỳ diệu. Trước đó, các đội cứu hộ ở Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy 9 người sống sót hôm 14 tháng 2. Trong bối cảnh, trọng tâm chiến dịch khắc phục hậu quả đã chuyển sang việc trợ giúp những người không có nơi trú ẩn hoặc là thức ăn giữa mùa đông giá lạnh. Trong một diễn biến đáng chú ý, Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi đã đến Damascus hôm 15 tháng 2, đánh dấu chuyến thăm Syria đầu tiên của quan chức cấp cao Jordan kể từ khi xung đột bùng nổ ở Syria năm 2011. Theo Reuters, cùng ngày, Ngoại trưởng Armenia Arafat Merozan cũng đến Thổ Nhĩ Kỳ. Trong nỗ lực đưa hai nước xích lại gần nhau sau nhiều thập niên không có quan hệ ngoại giao hay thương mại. Tòa Bạch Ốc sắp thay thế cố vấn về Trung Quốc. Bà Laura Rosenberger là cố vấn của Tổng thống Biden về Trung Quốc, sẽ rời Tòa Bạch Ốc vào tháng 3 trong bối cảnh quan hệ song phương vẫn đang căng thẳng. Tòa Bạch Ốc cho biết bà Laura Rosenberger đã lên kế hoạch nghỉ việc từ trước và động thái này không liên quan đến căng thẳng giữa Mỹ và Trung gần đây. Bà đảm nhận vị trí cố vấn hàng đầu của Tổng thống Joe Biden về Trung Quốc và Đài Loan hơn 2 năm trước. Bà Sarah Barron từ Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ là người kế nhiệm bà Rosenberger. Ngoài Rosenberger, truyền thông Mỹ còn đưa tin ông Eric Green, trợ lý đặc biệt của Tổng thống và giám đốc cấp cao phụ trách vấn đề Nga và Trung Á tại Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, sắp nghỉ việc. Tòa Bạch Ốc chưa bình luận về thông tin này. Một trực thăng quân sự của Mỹ được xác định là UH-60 Black Hawk đã gặp nạn vào chiều 15 tháng 2 gần Huntsville ở phía bắc Alabama. Vụ tai nạn được camera ghi lại vào khoảng 3 giờ chiều giờ địa phương. Đoạn video cho thấy trực thăng rơi nhanh rồi tiếp đất, sau đó là một vụ nổ và cột khói đen bốc lên. Văn phòng cảnh sát trưởng quận Madison cho biết, máy bay đã rơi gần quốc lộ 53 và đường Burwell phía tây bắc Huntsville. Trực thăng đã bốc cháy khi rơi xuống đất. Cảnh sát trưởng cho biết ông không nắm rõ có bao nhiêu người trên máy bay vào thời điểm gặp nạn, nhưng không có ai sống sót sau vụ tai nạn. Truyền thông địa phương đưa tin 6 người đã thiệt mạng. Bộ Quốc phòng Mỹ hiện chưa cung cấp thông tin chi tiết về trực thăng gặp nạn. Kênh truyền hình địa phương WAFF dẫn các nguồn tin đáng tin cậy cho biết trực thăng thuộc biên chế của lực lượng vệ binh quốc gia bang Tennessee. WHO tuyên bố sẽ tìm tới cùng nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Ghebreyesus, ngày 15 tháng 2 tuyên bố, tổ chức này sẽ tiếp tục thúc đẩy việc tìm kiếm cho đến khi trả lời được câu hỏi đại dịch COVID-19 mà cho tới nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 6,7 triệu người trên khắp toàn cầu là nó đã khởi phát như thế nào, giải quyết bí ẩn về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2 và cách nó bắt đầu lây sang người được coi là nhiệm vụ rất quan trọng để ngăn chặn các đại dịch trong tương lai. Hiện thời, đang có hai giả thuyết chính về nguồn gốc của COVID-19. Một là virus lây lan tự nhiên có thể từ loài dơi sang động vật trung gian và sang người. Thứ hai là sự lây lan của virus gây chết người có thể là do nó thoát ra từ phòng thí nghiệm. Trang tin Nature hôm 14 tháng 2 cho rằng WHO dường như đã lặng lẽ gác lại giai đoạn thứ hai của cuộc điều tra khoa học rất được mong đợi về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Nature đã dẫn lời chuyên gia của WHO là Maria Van Kerkhove nói rằng không có giai đoạn 2 của cuộc điều tra. Tuy nhiên, bà Van Kerkhove hôm 15 tháng 2 cho rằng cách Nature cắt nghĩa phát biểu của bà là không chính xác và gây ra những điều dễ gây hiểu lầm. Bà khẳng định WHO không từ bỏ việc nghiên cứu nguồn gốc của COVID-19, chúng tôi đã và sẽ không từ bỏ, bà nói. Đại dịch COVID-19 đã gây ra những tổn thất nặng nề chưa từng thấy về sức khỏe tâm thần đối với thanh thiếu niên Mỹ, đặc biệt là các em gái. Một báo cáo vừa được Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ công bố đầu tuần này cho thấy, đại dịch COVID-19 đã gây ra những tổn thất nặng nề chưa từng thấy về sức khỏe tâm thần đối với thanh thiếu niên Mỹ,
Báo cáo này dựa trên kết quả khảo sát 17.000 học sinh cấp 3 ở Mỹ trong mùa thu năm 2021. Báo cáo vừa được công bố cho thấy có tới 30% số nữ sinh Mỹ cho biết đã nghiêm túc cân nhắc đến việc tự tử, cao gấp đôi so với nam học sinh và tăng gần 60% so với một thập kỷ trước. Gần 20% nữ sinh cho biết đã bị cưỡng hiếp hoặc là đối mặt với các loại hình bạo lực tình dục khác trong vòng một năm trước khảo sát. Gần một nửa số học sinh thuộc nhóm LGBTQ cho biết đã cân nhắc nghiêm túc ý định tự tử. Con số này trong nhóm học sinh gốc da đỏ và người bản địa Alaska là gần 25%, cao hơn các sắc tộc khác. Tình trạng buồn bã và tuyệt vọng dai dẳng đã xuất hiện ở hơn 1/3 số trẻ em thuộc mọi sắc tộc tại Mỹ. Tỷ lệ này đối với học sinh nữ là gần 60%. Theo CDC Hoa Kỳ, đây là kết quả đáng lo ngại nhất trong vòng 30 năm qua, mặc dù vấn đề này đã có xu hướng gia tăng trước đại dịch. Song việc bị cách ly, học trực tuyến và phụ thuộc vào mạng xã hội trong đại dịch đã khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Ngày 15 tháng 2, Liên Hiệp Quốc cho biết hàng chục người di cư được cho là đã thiệt mạng trong vụ đắm tàu ở ngoài khơi bờ biển Libya và chỉ có 7 người sống sót được cứu cho đến nay. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế IOM của Liên Hiệp Quốc, ít nhất 73 người di cư mất tích và bị cho là đã thiệt mạng do tàu chở họ bị đắm ở ngoài khơi bờ biển Libya trong ngày 14 tháng 2. Tàu chở khoảng 80 người đã rời thị trấn Khas El Khakia, cách thành phố Tripoli khoảng 75 km về phía đông, và gặp nạn khi đang trên hành trình đến châu Âu. Tổ chức IOM cho biết, đến nay, Tổ chức Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Libya và cảnh sát địa phương đã vớt được 11 thi thể. Những người được giải cứu hiện đã được đưa đến bệnh viện trong điều kiện sức khỏe xấu. Trung Địa Trung Hải hiện là tuyến đường biển nguy hiểm nhất đối với người di cư. Theo IOM, vụ đắm tàu nói trên đã làm tăng số người di cư thiệt mạng trên tuyến đường biển này kể từ đầu năm đến nay lên 130 người. Thưa quý vị, hơn một tuần sau trận động đất và các dư chấn dữ dội ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số nạn nhân thiệt mạng ở cả hai nước được xác định đã lên tới hơn 41.000 người. Chính quyền tỉnh Osmani của Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận động đất, đang đưa những người dân sống sót vào tạm trú bên trong các toa tàu hỏa. Lý do là khu vực này đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn lực để xây dựng nơi trú ẩn mới cho người dân. Theo dữ liệu từ chính quyền tỉnh Osmani, ít nhất 70 tòa nhà lớn đã bị sập hoàn toàn và 150 tòa nhà khác bị hư hại nghiêm trọng do động đất. Do đó, giới chức đã sử dụng một đoàn tàu với 13 toa làm nơi trú ẩn cho hơn 700 người và dự báo số người đến tạm trú ở đây sẽ còn tăng lên. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp lâu dài. Hiện người dân đang chờ đánh giá thêm về độ an toàn của các tòa nhà để quyết định liệu họ có thể trở về. Rạng sáng ngày 16 tháng 2, một trận động đất mạnh 6,1 độ Richter đã xảy ra tại miền trung Philippines và dự kiến gây thiệt hại. AFP dẫn thông báo của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ USGS cho biết, trận động đất xảy ra vào khoảng 2 giờ, tâm chấn cách ngôi làng Miaga của tỉnh Masbate khoảng 11 km. Không có cảnh báo sóng thần được đưa ra, Viện Nghiên cứu Núi Lửa và Địa chấn Philippines FIVO cho biết, trận động đất xảy ra vào lúc 2 giờ 10 tại thị trấn Batuan ở tỉnh Masbate, một đô thị loại 5 có ít nhất là 15.000 dân. Viện Nghiên cứu FIVO thông báo độ sâu của trận động đất là 10 km và dự báo sẽ còn dư chấn và có thiệt hại. Tính đến khoảng 8 giờ 20, FIVO đã ghi nhận ít nhất 30 dư chấn. Cảnh sát trưởng tỉnh Masbate cho biết trận động đất hơi mạnh và đã làm mọi người thức giấc. Cảnh sát chưa nhận được thông báo nào về thiệt hại. Sở Giáo dục tỉnh thông báo cho học sinh nghỉ học trong ngày 16 tháng 2 do các đợt dư chấn tiếp tục xảy ra. Cảnh báo mối đe dọa mới từ trí tuệ nhân tạo AI chatbot. Tất cả chúng ta cần luôn phải nghi ngờ với bất cứ điều gì đọc trên mạng. Đây là cảnh báo được công ty tư vấn an ninh mạng WithSecure đưa ra trong bối cảnh các chatbot AI như là ChatGPT có thể làm gia tăng đáng kể nguy cơ bị lừa đảo trực tuyến. Theo công ty an ninh mạng WithSecure, khả năng truy cập dễ dàng vào ChatGPT và các mô hình ngôn ngữ tương tự khác có thể giúp việc tạo ra các văn bản hoặc là email lừa đảo dễ dàng hơn nhiều so với trước đây. Các thử nghiệm của WithSecure tập trung vào việc sử dụng AI để tạo ra các văn bản độc hại như là tweet troll, tin giả, tấn công lừa đảo hay là các trò gian lận. Như là thử thách Tidepod, một thử thách lan truyền trên YouTube cách đây vài năm, thách thức trẻ em ăn những hộp đựng chất tẩy rửa giống như là kẹo, bất chấp nguy hiểm. Họ có thể tạo ra một loạt các tweet
bài đăng và phản hồi cho thử thách Tidepod và khuyến khích nhiều người tham gia trở lại. Từ những gì thu được sau các cuộc thử nghiệm, WithSecure cho biết văn bản do AI tạo ra, dù tích cực hay là tiêu cực, cũng sẽ sớm trở nên phổ biến. Và càng ngày sẽ càng khó có thể xác định nội dung độc hại hay là sai sự thật. Do vậy, công ty khuyến cáo người dân nên kiểm tra các thông tin mà mình đã đọc, xác minh các thông tin một cách chính xác. Tỷ phú Elon Musk cho biết cuối năm 2023 sẽ là thời điểm thích hợp để tìm người điều hành Twitter. Thông báo này được ông đưa ra trong bài phát biểu trực tuyến tại Hội nghị Thượng đỉnh Chính phủ Thế giới diễn ra ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Theo đó, giám đốc điều hành Twitter Elon Musk cho biết, ông cần ổn định tổ chức và bảo đảm Twitter trong tình trạng tài chính tốt và lộ trình sản phẩm được vạch ra rõ ràng. Do đó, cuối năm 2023 có thể là thời điểm thích hợp để tìm người điều hành mới cho Twitter. Trước đó, trong tháng 12-2022, tỷ phú Elon Musk tuyên bố sẽ từ chức CEO Twitter sau khi tìm được người thay thế và ông sẽ chỉ điều hành các nhóm phần mềm và máy chủ của mạng Twitter. Thưa quý vị, tiêu điểm của thế giới hôm nay, bước sang giai đoạn mới, chiến lược của Nga và Ukraine sẽ có những gì đáng chú ý? Cuộc chiến ở Ukraine dường như đang tiến lên đỉnh của một giai đoạn mới và mỗi bên đều có chiến lược riêng. Nga đã tăng cường các cuộc tấn công tên lửa trong những ngày gần đây và huy động khoảng 300.000 binh sĩ mới trong mùa đông này. Một phần lớn lực lượng này đã tập trung ở miền đông Ukraine, dường như đang chuẩn bị cho một chiến dịch tấn công mới. Mục tiêu của Nga được cho là giành kiểm soát toàn bộ khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, bằng cách áp đảo các lực lượng Ukraine bằng số lượng. Đây là điều khiến người Ukraine lo lắng. Phóng viên tờ New York Times là Michael Schwartz đưa tin từ Donbass cho biết, một người lính Ukraine bị thương tên là Pablo đã nói với phóng viên này rằng tình hình đặc biệt khó khăn khi bạn có 50 người và họ có 300 người. Phóng viên Julian Barnes của New York Times nhận xét có những dấu hiệu cho thấy cả hai bên sẽ làm điều gì đó trong những tuần và tháng tới. Chiến lược của Nga. Cuộc xung đột đã gần một năm trôi qua và rõ ràng nó đã trở nên tệ hơn nhiều so với dự đoán ban đầu của Moscow. Nga giành được quyền kiểm soát lãnh thổ Ukraine ở phía đông và nam, nhưng đã bị đẩy lùi ở những nơi khác. Các quan chức Mỹ ước tính rằng khoảng 200.000 binh sĩ Nga đã bị thương và thiệt mạng, mặc dù Moscow luôn bác bỏ những ước tính như vậy từ phương Tây. Theo tờ New York Times, Tổng thống Putin vẫn có lý do để tin rằng vị thế của Nga có thể được cải thiện trong năm nay. Ông đang dựa vào hai động lực. Đầu tiên, Nga là một quốc gia rộng lớn hơn nhiều, với nhiều tài nguyên hơn là Ukraine. Thứ hai, kết quả của cuộc xung đột quan trọng đối với Ukraine và Nga hơn là đối với các đồng minh nước ngoài của Ukraine. Khoảng cách đó cuối cùng có thể khiến các đồng minh của Ukraine chậm cung cấp vũ khí và thiết bị quan trọng. Phóng viên Julian Barnes nói rằng, chiến lược của ông Putin là chờ phương Tây ra đi, sau đó thúc đẩy một lần nữa để chiếm thêm nhiều đất đai đến mức Ukraine phải đàm phán chấm dứt chiến tranh từ thế yếu và chính phủ của Tổng thống Zelensky sụp đổ. Cho đến nay, phương Tây phần lớn vẫn thống nhất đứng sau Ukraine. Dấu hiệu hỗ trợ mới nhất là Mỹ, Anh và Đức đồng ý cung cấp xe tăng hiện đại. Nhưng có những lý do để băn khoăn rằng liệu sự hỗ trợ sẽ kéo dài được bao lâu? Đức dường như mâu thuẫn về cách đối đầu mạnh mẽ với Nga và Thủ tướng Olaf Scholz đã từ chối tuyên bố Ukraine phải chiến thắng. Tại Mỹ, một số đảng viên Cộng hòa đã chỉ trích viện trợ quân sự và cho rằng Ukraine không phải là vấn đề của Mỹ. Trên thực địa, Nga thì đang hy vọng giành được một chiến thắng mới trong tuần này với việc giành quyền kiểm soát Bakhmut, một thành phố quan trọng ở Donbass. Từ đó họ hy vọng sẽ chiếm được nhiều khu vực hơn. Nga sẽ cố gắng bao vây Donbass, cắt đứt và giành hoàn toàn khỏi Ukraine. Phóng viên Michael Schwartz đang có mặt ở Donbass cho biết. Đến nay, các quan chức Mỹ vẫn hoài nghi việc chiến dịch lớn của Nga nhằm chiếm miền đông Ukraine sẽ thành công khi họ xét đến tình trạng của quân đội Nga. Các binh sĩ được huy động trong những tháng gần đây chủ yếu là thiếu kinh nghiệm, trong khi chiến sự đã ngốn rất nhiều đạn dược và thiết bị. Còn về chiến lược của Ukraine, nhiều nhà phân tích tin rằng bế tắc vẫn là kịch bản có thể xảy ra nhất trong thời gian còn lại của năm 2023. Nhưng cả giới lãnh đạo Ukraine và chính quyền Tổng thống Biden đều tin rằng một kết quả tốt hơn là khả thi. Đợt trang bị quân sự mạnh sắp tới như là xe tăng là một dấu hiệu của sự lạc quan này. Những chiếc xe tăng này có khả năng giúp Ukraine đạt được mục tiêu trung hạn lớn nhất là phá vỡ cái gọi là cây cầu đất liền mà Nga đã thiết lập giữa vùng lãnh thổ mà họ kiểm soát ở phía đông bao gồm Donbass và ở phía nam trên bán đảo Crimea.
Làm như vậy sẽ có ý nghĩa quan trọng mang tính biểu tượng đối với Ukraine và sẽ khiến Nga tốn kém, khó khăn hơn trong việc cung cấp tiếp tế cho lực lượng của cả hai khu vực. Một trong những mục tiêu ban đầu của Ukraine có thể là giành lại nhà máy hạt nhân Zaporizhia nằm bên trong cây cầu đất liền. Nhà máy này cung cấp một lượng điện khổng lồ. Giành lại nó sẽ là lợi ích lớn nhất của cuộc phản công cho đến nay. Để chuẩn bị cho cuộc tấn công sắp tới, Ukraine đã rút một số binh sĩ khỏi tiền tuyến và gửi họ tới Đức, Anh và Ba Lan. Ở đó họ được huấn luyện, học cách sử dụng xe tăng, pháo và các thiết bị khác mà phương Tây mới cung cấp. Dự đoán diễn biến tiếp theo như thế nào? Một số nhà quan sát cho rằng Nga đã bắt đầu nỗ lực mới nhất của mình với các cuộc tấn công tên lửa báo hiệu sự bắt đầu. Những người khác thì cho rằng giai đoạn tiếp theo của cuộc xung đột vẫn còn ít nhất vài tuần nữa. Họ lập luận rằng thời điểm có nhiều khả năng hơn để một trong hai bên phát động một cuộc tấn công toàn diện là vào mùa xuân này, khi thời tiết ấm lên và mùa bùng lầy đã kết thúc. Câu hỏi lớn tiếp theo là liệu các đồng minh của Ukraine có gửi máy bay chiến đấu như là F-16 của Mỹ hay không? Cho đến nay, Tổng thống Biden và Thủ tướng Đức Scholz đã nói không. Ngay cả khi họ đổi ý thì các máy bay phản lực có thể sẽ không sớm hữu ích cho Ukraine. Ông Stephen Alanger, trưởng phóng viên ngoại giao của tờ New York Times tại châu Âu cho biết, huấn luyện ai đó sử dụng F-16 thậm chí còn khó hơn là huấn luyện họ trên xe tăng. Nó sẽ tạo ra sự khác biệt nếu như đó là một cuộc chiến lâu dài. Đến đây những thông tin của Country Channel xin phép được khép lại. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký, chia sẻ và để lại bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho kênh và nhận được những thông tin cập nhật nhanh mới nhất về tình hình Canada và thế giới. Xin kính chúc an lành đến tất cả quý vị. Hoàng Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.